Chanh ta Việt Nam là loài cây bụi, thân cây hiếm khi mọc thẳng mà tỏa nhiều nhánh từ nơi gần gốc. Lá hình trứng dài 2,5 đến 9 cm, nhìn giống lá cam. Hoa chanh có đường kính 2,5 cm, màu trắng ngả sang màu vàng, có gân màu tím nhạt. Cây đâm hoa kết trái quanh năm, nhưng ra quả nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 9. Trái chín sau từ 5 đến 6 tháng khi hoa nở. Lá chanh là loại lá rất quen thuộc với người Việt Nam, thường được dùng để rắc lên món gà luộc như một loại gia vị. Lá chanh có thể dùng tươi hoặc khô tùy theo nhu cầu sử dụng. Chị em có thể bảo quản lá chanh tươi trong ngăn đông tủ lạnh hoặc để bên ngoài, nơi thoáng mát đối với lá chanh khô. Ngoài ra thì lá chanh già người ta thường bỏ gân, cuống lá và xé nhỏ để tránh bị đắng, rồi phơi khô và đập nhuyễn trước khi sử dụng. Tuy nhiên người Việt thường chú ý đến quả chanh hơn là lá chanh. Nông dân Việt hiếm khi coi lá chanh là một trong những nguồn thu nhập. Ở nhiều nơi thì lá chanh được bán với giá rẻ như cho ở ngoài chợ. Khi được trao đổi trên thị trường như một loại gia vị, giá lá chanh bán tại vườn chỉ từ 20.000 đồng một kg. Vậy nhưng lá chanh là loại lá gia vị có giá khá cao ở nước ngoài. Tại trang bán trực tuyến Amazon, lá chanh được giao bán với giá khoảng 7 USD 25g. Như vậy 100 g lá chanh thì có giá vào khoảng 28 USD, tương đương với 635.000 đồng. Một cân lá chanh thì sẽ có giá khoảng 6,35 triệu đồng. Có lẽ vì nhận thấy lợi nhuận lớn từ loại lá bình thường này, mà từ vài năm trước, lá chanh đã được một số công ty thu gom hàng chục tấn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, thu về cả triệu USD.